Tôi đi sang đi qua cung đường quen thuộc tôi, cây xăng Petro Mỹ Tuấn này, Yên Mỹ này. Tôi đi sớm khoảng 10 phút thôi, 10 phút tôi tranh thủ lên sạc. Thứ nhất là buổi sáng sớm này nó vắng xe, thứ hai là nó mát này, sạc khoảng 10 phút nó rơi khoảng 13% trên trụ 180 kW này. Đấy, tôi đi xe điện thì tận dụng như vậy, mình sẽ đi sớm một tí, lúc nào pin đầy và không phải tranh nhau sạc điện là biết làm gì. Đây buổi sáng sớm ở trạm sạc đây, Việt Tuấn đây, cây xăng quen thuộc của tôi đạo này rồi. Đó, buổi sáng sớm thì sẽ có một bác VM9 này, một bác VM5 này, một bác E34 sạc này. Mình thông thường mình đi qua cung đường quen thuộc ấy thì mình sẽ đi sớm khoảng 10 phút mà mình cũng không sạc nhiều đâu, mình chỉ sạc khoảng 13 đến 15% thôi, đủ đi thôi chứ không phải sạc quá nhiều mà đứng mất thời gian rồi. Đoạn này là đoạn cách nhà mình khoảng 30 cây. Mình đi qua đây quen thuộc ấy, thành ra là mình cứ đến đoạn này mình nghỉ ngơi. Trong mình sạc khoảng 10 phút mình đi tiếp chứ mình không bao giờ phải chờ sạc lâu khoảng 30 đến 40 phút đâu. Dùng xe điện nó giống như là một thói quen thôi. Mình chạy qua đây cho mình nghỉ ngơi, xong mình chạm sạc, biết mình nghỉ nó trò chuyện. Đây có bác chủ VM5 ấy, bác ấy cũng đang ngắm xe mình ấy, hỏi cái cốp lóc. Đấy, anh em ạ. Nói chung là đi xe điện mà để anh em đi qua mà không được quen thuộc ấy thì chủ yếu là mình sử dụng theo nhu cầu mình thôi. Đấy. Ba chỗ này dùng sạc này. Đấy anh em thấy không? Đó, đèn cao áp sáng luôn này. Đấy. Mình thông thường mình chỉ sạc khoảng 85% rồi mình đi nhá. Nghỉ ngơi khoảng 10 phút thôi, không cần nhiều. Đấy, buổi sáng sớm này thì các bác cũng tranh thủ ra sạc vừa mát và vừa